Thưa quý vị, việc triển khai hệ thống hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đã giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý thuế. Tuy nhiên, thì thời gian gần đây, một số tổ chức cá nhân đã sử dụng hóa đơn điện tử xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi, chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước. Sử dụng chứng minh thư của người khác để thành lập doanh nghiệp. Sau đó, đối tượng này đã xuất khống 13 hóa đơn điện tử cho một doanh nghiệp khác với giá trị hàng hóa trên 28 tỷ đồng để thu lợi bất chính. Chúng tôi cũng đã phối hợp với cả cơ quan thuế tiến hành xác minh, làm rõ là giám đốc công ty đã mua 13 hóa đơn trái phép của công ty Green trên Hà Nội. Thì trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can là giám đốc công ty, thu hồi tài sản cho nhà nước trên 2 tỷ đồng. Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu đã phá thành công chuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trên 700 tỷ đồng, bắt 3 đối tượng. Xuất phát từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí của cá nhân, tổ chức, nhiều đối tượng đã thành lập loạt công ty làm bình phong không sản xuất kinh doanh, xuất khống hóa đơn, mua bán trái phép hóa đơn, qua đó đẩy chi phí sản xuất, chi phí dịch vụ lên, gian lận tiền thuế của nhà nước. Cơ quan thuế cũng thường xuyên trao đổi, cung cấp cho cơ quan công an những cái thông tin vụ việc có cái dấu hiệu vi phạm liên quan đến thuế. Từ cái trao đổi của các cái cơ quan chuyên môn của Cục Thuế, thì công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo cái thẩm quyền của lực lượng công an. Để ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp, tăng cường công tác quản lý thuế minh bạch thì cần sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận được rất nhiều những cái thông tin của cơ quan công an chuyển đến thông qua việc mà điều tra các cái hoạt động mua bán hóa đơn của tổ chức cá nhân trên địa bàn, cũng như là cơ quan thuế chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp để mà phát hiện cũng như là cung cấp cho lực lượng công an những cái doanh nghiệp mà có cái dấu hiệu mua bán hóa đơn để trục lợi. Như vậy, dù hóa đơn điện tử đã được phủ sóng gần một năm với kỳ vọng ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế, nhưng nhiều đối tượng vẫn tiếp tục chào mời mua bán hóa đơn điện tử công khai, bất chấp pháp luật và cảnh báo từ ngành thuế nhằm trục lợi.